Nhưng mà chỗ này chỗ cao này nhiều hơn. Để cho cái chờ được 3-4 nhánh đi. Đi tôi xuống đốt xem. Nhưng mà mấy cái này không có mắt các con chuột. Quả to như tập trung ở bên trên hay sao ấy. Đứa này cái tôm nó chèo được không chị? Không chèo được đâu, không thấy nó trơn lắm ấy. Đi đi lấy cây chặt cây thôi. Để đấy nhá. Để đấy rồi đi chặt cây. Nó ở trên cao hết rồi kìa. Đi chị. Đi, được chưa? Mới có cái kìa. Tao có con chết đi. Đi lên cao cẩn thận đấy chị. Ừ. Được không chị ơi? Được, lấy tới không? Em chuyển đi kia cho chị đi. Vâng. Rồi, được rồi, em xuống đi.
chị ơi. Ừ, chị thấy nhá. Vâng. Được chưa? Được dạ, ném đi ạ. Ôi. Thả đi chị. Bắt nha. Vâng. Ném đi chị. Ừ, chị thả nha. Đây, chị thả nha. Nặng quá. Nặng. Đây, để ý nha. Dạ. Hôm nay 3 quả luôn nha. Vâng. Rồi. Chị thả nha. Dạ. Thả đi chị. Rồi, tiếp này. Còn không ạ? Mấy quả to gì nhỉ? Ừ, mấy quả này gần nên là hai tay được. Rồi, đây. Rồi. Vâng. Vâng. Đây, đây. Rồi.
Vâng ạ. Liền nhé. Ném đi chị. Ừ, chị xả nha. Vâng. Tôi chị xả đây. Xả đi ạ. Cái này. Xả đi chị. Để chị lên đấy. Dạ. Rồi, cầm kéo cho chị với. Chị mới. Đây phải kiểu mấy bậc lên. Vâng. Tí nữa. Rồi, được rồi. Quả này đẹp quá nhỉ. Quả này đều to đều hết. Thôi chị thả nha. Dạ. Đây, chị thả đi. Tiếp nha. Dạ. Vâng. Xuống đi. Đỡ cái kéo cho chị à? Vâng ạ. Quả này đều nhau thôi đấy. Nào, nó đi nhỉ. Quả này này vừa tầm luôn. Ừ. Đúng. 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 Đúng
quả này chín có đi xong nó bị nứt nứt ra nhỉ. Không sao đâu. Quá gì nè. Quả chú ơi.
đâu, cái quả này là quả cá. Cái này là thực ra nó chín quá đi. Này nó hơi không phải ép. Cái này cũng 5 cân ạ. Rồi, 10 cân. Lấy xay hay là làm đều được hết mà, đều phơi được hết mà. Mua hàng lấy thì không biết lấy thế nào. Thật đấy. Thôi vàng vàng thôi. Thả tay chưa đi con. Thế quả này là 3 lần đấy. Cái này thái nhanh không ấy. Bổ ra bây giờ nó tách sẵn. Cái này là bổ ra là được. Mỗi miếng này là được 3 miếng, 3-4 miếng. Vâng. Thank you.
Vâng, thế là đủ 200 nhá. Bán đây. Vâng. Thế hai chị em cháu lấy với ông có mấy bao nhiêu buồng ấy ạ? À, ông? Tất cả có 4 buồng. 4 buồng ạ? À? Vâng vâng. 4 buồng nhiều quả nhỉ? Vâng. Ông để cho con nhé. Vâng. Thế có con thu hoạch đi. Ông có thang không đây mà cháu mượn luôn? Vâng, thang ở đây. Đến đi. Đến là. Bỏ ra. Thở đây đi nha. Ừ. Cao quá. Được rồi, em lấy cái dao về đợi. Vâng, vâng, vâng. Được rồi chị ạ. Ờ chị ném nha. Ném đi. Được rồi. Ném nha. Vâng. Quả to chị nha. Ừ. Rồi. Bắt nha. Vâng. Vâng ạ, chị ném đi.
Quả này xanh đẹp đấy nhỉ. Quả này non hơn đấy bên. Quả này non hơn đấy. Đẹp. Trái nhá. Vâng ạ. Đây em bác nha, chị cái ném đi. Tiếp này. Dạ. Đây. Chị vứt đi. Đây chị ném nha. Ném đi chị. Rồi em chuyển sang vâng. Bên này nhá. Rồi chị sang đi. Cẩn thận chị nhá. Ừ. Bộ này tốt hơn nhỉ? Ừ. Bộ này non hơn. Cái nốt quả đấy chắc đủ rồi chị ạ, nhiều rồi. Ừ, cũng hết quả rồi. Ừ, chắc. À, bắt nha. Chị ném đi ạ. Thôi em giữ thang cho chị nhá. Vâng. Cẩn thận đấy chị ơi. Em giữ thang cho chị nhá. Vâng, em giữ đây rồi. Rồi lấy rổ đi em. Đây. Mỗi quả tầm 2 cân đấy nhỉ, 2-3 cân đấy nhỉ. Quả to này hơn luôn. Em về chị hết rồi. Được. Ông ơi. Ông ơi, cho con ra gửi tiền với. Mỗi rổ này là 10 quả ông ạ. Quả, 4 vâng. Quả vào 4 rổ là 4 quả. 1 quả, 120, 200 nghìn. 200 ạ? Vâng. Đây ạ, cháu gửi đâu ông ạ. Vâng, thế là đủ 200 nhá. Đây. Vâng, vâng. Cháu cảm ơn ông nhá. Vâng. Rồi, cháu về luôn đây ạ. Về đây ạ. Cần. Dạ.
đi trước nhé. Chị đi trước đi. Đi luôn đường này em ạ. Đường này à? Cái này xuống dốc nhá. Nó bị bẩn cái xuống nó trơn lắm. Thank you.
tìm nó. Cô muốn gì ăn chiều được. Bắt nổi không? Hai tay á. Yeah.
tiền đấy. Thank you.
Thank you.
quả nào nhìn nó cũng giống quả nào luôn. Tao, tao,
để cô xếp lên. Cảm ơn chị ơi. 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 Cảm ơn chị ơi.
chồng bảo đứa nó không phải người má. Xem cái. Để lấy tay bây giờ như người tay nhìn giống. Tay thì má không được. Nhưng nó có gì thì được. Đấy xào ăn ngon mà. Cái này vào nhà gì ấy, ở trong này ấy. Có con nó ăn mà. Cái quả này nó ăn mà. Nó vừa ăn tốt lắm mà. Tốt thế này. Cái này nó hầu bột cọc. Ta đừng ngái mà. Cứ mua rồi này. Mua rồi thì ăn ngon đấy em ạ. Cái mà không được cần nghe. Nên cái bác thì bên trong kia nhiều hơn kìa. Đây này, hai quả này vừa to này. Để bỏ gùi đây, bỏ gùi đây, xin đi lấy đi. Bỏ đi luôn. Mắc cả gùi cắt luôn. Quả vừa to đẹp luôn em ạ. Đây cũng nhiều lắm.
có đấy. Mướp này thơm nè. Để xào nhồi đều được hết. Còn bé quá thôi vậy. Ừ, cái còn vừa vừa to. Với quả này nhá. Ừ, với đấy. Mưa thấy bù bù rồi đấy. Nên lối này nó hơi ít một tí. Trời mưa rồi ấy. Mưa to to một tí rồi đấy. Nhưng mà vẫn cắt được rồi. Hôm nay còn chả mâm nó. Còn thêm quên nón. Còn quên nón. Quả này to quá chị ơi. Ừ. Thật đấy, dài ấy. To vừa dài. Quả nào cũng đẹp luôn. Lui toàn ơi, xem quả này này, to đẹp này. Đâu? Ui, hết. Dài nữa. Quả to hết nhỉ. Ừ. Lâu lâu được quả to dài nữa. Nhìn trước mặt chị thích nhỉ? Ừ. Có mấy quả này nhiều nhiều. Có nhiều hơn đấy. Đoạn này này. Đây thì quả to nhỉ. Đều nhau. Quả đều đều hết. Đây này nó thưa hơn. Nó trồng nó như thế. Đây. Đây này, cái quả đẹp chưa này. Nhìn thấy không? Tí nữa chắc phải đặt xuống xong rồi đi cắt từng quả thôi. Cắt đây đấy. Ừ. Quả này to mà nó to, cũng to. Già ấy nhỉ, nhìn nó xanh xanh. Ui, quả này là quả dưa chuột mà. Đâu? Đây này, to lắm đây này. Tí nữa ra ngoài ăn đi. Ra ngoài ăn. Chị cắt rồi. Mà tưởng là quả này. Đây, đây rồi à? Đây rồi, chị cắm hết lên nè. Hết cái chỗ này rồi, lúa này chuẩn bị đi ấy rồi. Tí nữa đi bê, cắt đi bê. Quả bé này thôi. Nó không bám vào à? Có đấy, nó lên ăn. Ui, cái trên này này, to chùm luôn. Ừ. Alo, cái đấy nhiều nhỉ? Ê, sai thật. Năm quả. Năm quả đấy. Có
mấy cân rồi. Quả to này đấy. Chị bê ra ngoài để ngoài bờ đây đấy. Cái nào thế này á mà đựng luôn đấy nhỉ. Móc vào cây. Nạo phết đấy. Để luôn đây thôi. Để đây. Cắt xong tí nữa bê ra. Vẫn còn một rãnh thôi à? Ừ. Đi chung một rãnh thôi luôn đi. Đấy, em cắt nó đi đều mày. Chỗ này nhớ còn đấy thôi. Ừ. Đặt đâu? Đi ra ngoài này ạ. Bật kéo ha. Này em cắt hai quả này đi. Đây. Chị cắt hai quả này. Chùm này có nhiều nhỉ. Ừ. Về làm một chỗ. Để cái lỗ này. Em cắt đi quả đấy đi. Bảo làm như làm sao rồi. Cá lùi chỗ này nhiều lắm này. Một đống luôn. Còn không chị? Đây. Chị ném hết chưa? Hết rồi. Tiến ra đây. Chui phải chui nữa. Ừ, thì em cắt quả này nhé. Quả này đủ chưa nhỉ? Chắc là đủ đấy. Bên kia nhiều, mình cắt được nhiều mà. Thì lấy hết chưa? Hết rồi chị ạ. Ừ, thế ôm đi đi. Chị xếp rồi. Ừ. Được không? Được. Cắt đợt này xong vẫn còn đợt nhiều lắm. Nó quả là bé kia kìa. Cái hoa này còn ít mà. Nhưng mà sắp đợt. Ừ. Cái đợt bé nó vẫn còn nhiều. Cái đống này hết rồi. Ừ. Một đống này hết rồi. Sụp xuống hết. Rồi bác mình để cùng nhau đi. Đấy, cứ để đây đi em Phương đi. Như cái đuôi nó chứ. Vướng mới dám. Nhìn cái đuôi nó khoe ra đẹp nhỉ. Cái mũ. Em lấy nốt cho. Ừ, lấy hết đi. Chị đồ vào. Xe cũng kín rồi. Em chờ đã chị đấy.
bé bé. Bao nhiêu tiền đấy? Dạ 16.000 chị ạ. Dạ nó đi trong chị cân cho. Đâu như ở đây chị làm nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngọt rồi, nhưng mà nó chưa ngọt thanh mấy. Chưa tàn, nó chưa đến nào. Là khoảng là đông con. Mấy ngày nó cũng còn tàn. Hôm nay cô lại bắt cái lưới lên thì ghê rồi đấy. Vâng, anh đợi em một tí. Chị ơi em gửi chưa? Vâng, em cảm ơn nhé. Chị, anh lấy 3 cân à? Vâng, đây anh em chọn đi. Lấy được 2 cân thôi anh ạ. Nhẹ thế nhỉ? Nhẹ mà, nó tống lên là nhẹ mà. Nhẹ đi được nhiều. Đấy, chắc một quả nữa mới được 3 cân. Quả này nhé. Nhẹ đi được nhiều. Đây anh ơi, 3 cân. 30.000 ạ. Cảm ơn ạ.
Cũng còn đi chị ơi. Đeo phải bán. Còn đi. Một cân 10.000 chị ạ. Vâng. Vâng, em cảm ơn nhé. Vâng. 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 Vâ
Có, nhưng mà cũng phải chọn thôi. Nó toàn chui vào trong này mới có nhiều em ạ. Ở dưới lòng bà. Ừ, ở dưới lòng ấy. Cái quả này chín đẹp hạt kia là nó không bị kiểu gì ấy. Con to quá chị ạ. Ừ, học tính. Học mất bao nhiêu. Chuyện này nó bé nhưng mà nó đẹp lắm. Bé bỏ cứ mua lấy được. Ừ. Quả bé làm cứng rồi đấy. Ừ.
hơn đây này. Chúng ta giá xanh tốt hơn này. Trời thì đen đen rồi đấy. Thả cả dàn xuống đất đi đi. Cho nó trốn nó nặng quá, nó có nhiều. Chị hương thôi nhưng chưa chín hẳn. Nhưng mà cái này không lấy được rồi. Hết hướng hay xong sang hướng kia nữa. Để kia không? Nhiều quá. Được chùm 3 quả luôn này. Thật hết cho chị. Đây, còn một quả. Mang sang thay đổi. Xanh nhiều thế. Cái quả này đẹp thật. Lố bên kia chả đi. Tốt cái này nhỉ.
bên chị có nhiều, hôm bên em có nhiều thế. Sai thật đấy. Chủng này nhiều lắm em ạ. Sai nhiều thế. Thế chị ạ? Mê luôn. Quả đẹp nữa chứ. Ui, sử dụng luôn. Đẹp. Trên chút ở dưới rồi. Không. Chị lấy được mấy quả này. Đấy, bên em còn có nữa kìa. Ui, xong mất rồi. Không biết đường về đó. Nhiều ấy. Trên này này, nhìn heo không? Có mà. Nhìn heo và nhìn cả quả heo luôn. Đây rồi. Đây rồi à? Làm một tí. Hái thêm mấy quả nữa. Bỏ tiếp á. Thôi chị nhỉ, bên chị hết rồi đấy. Đi đi thôi. Được không? Được, được, được.
đẹp ơ. Thank you.
Thank you.
rồi. Hôm nay về khỏi phải ăn cơm luôn ấy. Em đến lâu chưa? Em cắt được bao này rồi chị. Ôi, hôm nay chị đi muộn hả? Muộn, muộn. Quả to thì đẹp nhỉ. Vâng, khỏe đẹp lắm. Hôm nay chị đi muộn. Em cắt cả lứa này này. Bé quá không? Cắt được rồi. Được rồi. Em không bé đâu. Ừ, chị cũng đi cắt được. Nhiều quả to sai thật đấy em ạ. Nhiều lắm, làm đấy. Quả to. Để quả to lấy. Mình cũng ba quả sàn sắt. Đi nhau ấy, ba quả là đi nhau ấy. Nước quá. Được không?
đây cũng nhiều thật. Quả này nó có làm sao nó bắt ở trên hay sao lẫn nữa này. Nhưng mà vẫn lên chứ. Em được mấy quả rồi? Em được nhiều nhiều đấy. Không đến quả này to quá chị ạ. Quả này phải 2-3 cân. Ở ngoài đấy còn không Toàn ơi? Ừ, bên này cũng còn nhiều quá, chưa cắt hết ạ. Ừ, quả này to thật. Em xong chưa? Chị cho vào gùi rồi. Để dựng thẳng lên thì lấy quả to quấn nhỉ? Trước em ạ. Cắm xuống. Đến dưới này thì nó đỡ hỏng quả hơn. Được không? Chị đưa cho bao nhiêu quả? Chắc hơn 30 quả đấy. Vào trưa rồi con ve bắt đầu kêu nhiều đấy. Quấn này đỡ quả hỏng ấy. Con ve này chưa? Biết hết cả tay. Từ trưa nó bắt đầu nó kêu. Trưa nhất là trưa tối rồi. Trường học thì nhiều. Quả nó to.
thì cái quả nó vừa vừa đặt ở bên dưới vừa thôi. Xong nhìn nó đẹp hơn. Ơ, cái này bỏ ngoài, cho lên trên. Ừ, cứ cuốn hết xong rồi đẩy nó to lên sau. Quả to nó có không khí nè. Hết rồi đấy. Đúng thế, có quả thôi. Ừ. Đấy là tối thiểu là vừa đẹp luôn. Nó bầu đi chú. Ít chuyện.
Chị lấy quả này á? Bà đi bà. 5.000 ạ. Vâng, cháu xin ạ. Làm cân.
quả hai bên nhiều. Đấy, chị lấy đi. Không bầu đi em. Đây cái đấy. Đây. Giờ nó quay đó. Đây. Khổ quá. Hai quả. Đúng. Chị ơi lấy hai quả. Linh lấy cho. Đây, đây. Một trái nó thì một hai quả nào nữa. Lấy cái non non tí nhỉ, cái này là đó. Đấy, quả chi là đúng không? Bấm thêm. Quả này nữa ạ? Để ăn, quay lý. Con thấy cái ịt đang cân à, đó ăn bầu, đó ăn thịt. Luộc ăn mát ta. Có quả nào bé bé không? Lấy cho em quả. Có, có em. Lấy cho em. Quả là bà lấy quả này à bà? Lấy quả này à? Đấy bà xem. Con đây. Ngài phải ghi ngài đi á. Mình thích cánh luôn. Vâng, quả đấy cũng non lắm rồi. Quả non mà. Đấy, đấy, quả đúng đúng thôi mà. Đấy, cứ quả trắng trắng. Mình thì thích ăn những quả bột trắng. Phải là nó có hai sống đấy, một giống màu xanh là giống màu trắng đấy. Quả khác còn lấy cái kiểu. Lấy 3 quả nữa. Cô lấy về. Cho anh em. Tiền. Vâng, cháu xin ạ. Bà lấy 2 quả. Vâng, 2 quả 10.000 đấy. Vâng, vâng. Quả này già. Nó không già đâu mà, cô bấm được này. Bấm được má, bấm được này là không già đâu. Ôi giời, mình thấy bao giờ những cái đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này cứ đầy đủ lắm chứ nó.
cưng. Thơm thật đấy. Quá ngọt lắm. Trong làng ấy. Cảm ơn em nhé. Đấy nha. Ba quả. Vâng ạ.
chắc đủ rồi thôi. Đi. Quả ngồi đó. Quả ngồi. Quả này ăn được no đấy. Ngon thật. Chăm no luôn chị ạ. Được rồi nhỉ? Em hộ chị lên trước đi. Đợi chị lên vài. Được không? Được không?
Thank you.
quả quá. Lâu không có sẵn luôn đấy.
nhìn em ạ. Đấy, em lấy quả táo ăn tròn. Lấy quả nào thì cô cứ chọn thoải mái mà. Còn bằng này quả nữa thôi là hết rồi. Em đổ hết thua đây.
Thank you.